Chúng ta hợp dân thánh lễ trọng thể mừng kính Chúa Giêsu là vua, xin Chúa là vua. Giáo hội là vua, mỗi gia đình là vua, vua mỗi cộng đoàn và đặc biệt là vua tâm hồn chúng ta. Xin cho chúng ta là lý trí trung thành. Con xin có lời chào tất cả và xin quý cha và cộng đoàn và quý con để dâng lễ tạ ơn Chúa đã ban cho con được 45 năm trong hiện chức linh mục, mặc dù con không xứng đáng, mặc dù ngay bây giờ con phải xá hội, nhưng tạ ơn Chúa là điều cần thiết. Nơi đây con cũng tạ ơn quý cha của tất cả cộng đoàn dân Chúa là quý cô, quý tu sĩ nam nữ cùng quý khách, bạn bè và gia đình trong thân tộc đã hết lòng cầu nguyện cho con, giúp đỡ con và chiều dắt con cả phần hồn phần xác trong suốt cuộc đời con, nhất là trong 45 năm linh mục, nhiều gian khổ, nhiều thử thách, nhiều thất bại. Thành công thì dâng cho Chúa, còn thất bại thì phải đấng mực nhận về cho mình để mà sửa sai lỗi lầm. Đó là sự thành thực của con. Xin cảm tạ tất cả và hợp với con để tạ ơn Chúa. Trong tâm tình đó, chúng ta sám hối tội lỗi để xứng đáng cử hành hầu nhiệm thánh. Tôi thu chẳng cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi lại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin được Xin Chúa đi.
ơn quy tụ vô loài nơi quyền lãnh đạo của Đức Kitô là người con Chúa hữu ai và là vua toàn thể vũ trụ. Xin cho nên mọi loài toàn sinh đã được cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi, biết cùng thời Chúa là đấng cao cả uy linh và không ngớt lời ngợi khen cho tôn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô là con Chúa Chúa chúng con đã làm xong và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhân với Chúa tan tàn để mua tòa muôn đời. Amen. Bài đọc 1, bài trích sách Sa-mu-ên quyển thứ 2. Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng David tại Hebron mà nói rằng: đây chúng tôi là cốt nhục của Ngài, nhưng từ trước đến giờ, khi Sa-lê đang làm vua chúng tôi, thì chính Ngài đã dẫn dắt Israel, và Chúa đã nói với Ngài rằng: chính ngươi sẽ chăm dắt Israel trên ta và sẽ trở nên thủ lại Israel. Vậy tất cả các vị tỳ lão Israel đều đến tìm nhà vua tại Hebron, và tại đó vua David đã ký kết với họ một giao ước trước mặt Chúa. Họ liền xức dầu phong David làm vua Israel. Đó là lời Chúa. Thank you.
trưởng tử mọi tạo vật, vì cho người muôn loài trên trời dưới đất đã được tác thành. Mọi vật hữu hình và vô hình, dù là các vệ thần hay quản thần, dù là chủ thần hay quyền thần, mọi vật đã được tạo thành nhờ người và trong người. Và người có trước mọi loài và mọi loài tồn tại trong người. Người là đầu thân thể, tức là hội thánh, là nguyên quỷ và là chủng tử giữa kẻ chết, để người làm bá chủ mọi loài. Vì trước, Thiên Chúa đã muốn đặt tất cả viên mãn nơi người, và Thiên Chúa đã giao hòa vạn vật nhờ người và vì người. Do máu người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hòa bình trên trời dưới đất. Đó là lời Chúa.
cho nên được bỏ là trưởng lớp. Và chúng tôi thấy là cha thiếu sẽ đáng kính nghe, tóc trắng và người rất là phong độ. Hôm nay chúng ta họp nhau mừng lễ tạ ơn 45 năm trên bụng ngày chủ chức, cũng như cái ngày để Chúa Giêsu Kitô làm vua. Và hôm nay 4 tháng 11 cũng là ngày lễ chiến thắng của đạo Việt Nam, cho nên nó có nhiều cái ý nghĩa trong cái ngày lễ hôm nay. Tôi trở lại câu chuyện cái đứa bé này thuận, cha mẹ nó gửi cho nó đi học ở trường công, nhưng mà tình cờ quá không chịu nó học, cho nên luôn luôn bị điểm xấu. Cha mẹ không biết làm sao cho nên mới gửi nó vô trường Công giáo để học. Sau một tháng thì có lẽ cái số điểm là straight A. Cha mẹ rốt mắt ngạc nhiên không biết là cái chuyện gì xảy ra, mới hỏi thằng con sao vậy, không có gì nói nghe coi. Cái ngày đầu tiên mà con vô cái trường đó đó hả, con nhìn cái cây thánh giá có cái người bị đóng đinh lên đó, con biết là đây không có nhận cây được đâu. Không biết mấy ông bạn có hiểu không, không biết cười vậy. Thằng bé nó thấy cái người đóng đinh lên đó, nó biết chỗ này phải học đàng hoàng, không bị đóng đinh. Cho nên nó sợ quá, không phải phải học như thế. Chúng ta nghe các bài đọc hôm nay rất là lạ, là vì Chúa Kitô chưa mà còn là nói về Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Vì đó chính là cái con đường gặp vua của Chúa Giêsu. Thường thường khi nghĩ đến vua, chúng ta nghĩ đến vinh quang, chúng ta nghĩ đến quyền lực, chúng ta nghĩ đến giàu sang, chúng ta nghĩ đến một cuộc sống sung sướng. Và khi chúng ta mừng Chúa Giêsu vua, chúng ta chỉ nghĩ đến những kết quả mà Đức Chúa Giêsu đã đạt được. Nhưng lời của Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta cái con đường đi mà Chúa Giêsu đã trải qua trước khi Ngài được làm vua. Và chính cái con đường đó mới là con đường mà chúng ta phải noi theo nếu chúng ta muốn tham dự vào hạnh phúc vĩnh cửu của Chúa Giêsu vua chúng ta. Con đường Chúa Giêsu đi là con đường thập giá, thưa quý ông bà chị em. Thập giá là gì? Là hy sinh. Thập giá là yêu thương, yêu thương cho đến chết, và chết là thập giá. Cái chết của Chúa Giêsu một phần, thứ nhất nó nói lên sự dân phục của Ngài vào thánh ý Đức Chúa Cha. Ngài dân phục hoàn toàn dầu Chúa Cha muốn Ngài phải chết trên thập giá. Và thánh giá Chúa Giêsu nói lên cái tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Vì Chúa Giêsu xác tín rằng chỉ khi dân phục thánh ý Chúa Cha, Ngài mới có thể đem lại ơn cứu rỗi đời đời cho những kẻ mà Ngài yêu thương là ta. Cho nên thánh giá là biểu tượng của tình yêu. Cha Trí cũng như tất cả các mục tử đã chọn được trở nên những vị lãnh đạo trong giáo hội. Chúng ta thường nhìn thấy các cha, chúng ta nói các ngài sướng quá. Cái điều này tôi cũng cảm nhận được là gì? Trong nhà thì có một tôi được làm cái bụng thôi. Tôi thấy đứa em đứa nào nó cũng ghê, tôi thấy cái gì ông má để lại cho anh đó. Ngài biết cái thằng sướng của tôi đây là gì? Ngài ở đây có gia đình đông đảo và ngài
chúng ta chỉ nhìn thấy cái bề ngoài, nhìn thấy cái kết quả, nhìn thấy cái vinh quang, cái niềm vui, nhưng mà chúng ta không nhìn thấy con đường mà các Phật tử đã trải qua, con đường noi theo thầy chí thánh của mình là người Phật tử nhân hậu, đó là con đường yêu thương và hy sinh. Linh mục nào cũng trải qua những cái hy sinh trong cuộc đời của mình. Chúng ta đừng nghĩ cái hy sinh này chỉ là phối hợp gia đình, hy sinh nhất là đối với giáo dân. Giáo dân đại thương thì cũng thương lắm mà chửi thì cũng chửi lắm. Và rồi bao nhiêu cái khó khăn để dẫn dắt những cái đoàn chiên mà Chúa gửi gắm cho mình để họ trở thành tốt. Chúa Giêsu ngài đã đi trước trở nên thương cho những phụ nữ. Cho nên hôm nay chúng ta họp nhau mừng lễ trước cái câu Chúa, cũng tạ ơn Chúa đã thương ban cho các trí của những anh em chúng tôi. Cái ơn được làm, được chia sẻ cái sứ mạng phụ nữ của Chúa. Chúng ta hãy cầu xin để Chúa tiếp tục nâng đỡ các bạn. Đối với những người già như chúng tôi 70 rồi thì chỉ còn mấy năm nữa cũng là vấn đề, nhưng mà các cha trẻ rất cần cái sự nâng đỡ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các bạn và nâng đỡ thì cũng nâng đỡ vừa vừa thôi, đừng có nâng đỡ quá. Chúng ta tôi cũng nói đến một những khía cạnh chúng ta không nên nói ở đây, nhưng mà chúng ta thấy cái sự nâng đỡ chúng ta về phần thiêng liêng cầu nguyện cũng như nâng đỡ về tinh thần, và dĩ nhiên là cái đời sống của các ngài nó có những cái nhu cầu để chúng ta giúp đỡ được như thế nào và giúp đỡ, tức là trong cái công tác phục vụ. Thường thường anh chị em giáo dân khi cộng tác với các linh mục thì nhiều khi cũng muốn các ngài làm cái ví riêng của mình. Cái điều đó nó hết sức là khổ, tại vì các linh mục thì đứng ở cái cương vị là cái người dịch chung cho cả giáo xứ hay là cả cộng đoàn, nhưng mà những chúng ta nhiều khi chúng ta chỉ thấy một cái khía cạnh nào đó và chúng ta muốn các ngài phải làm theo cái chiều hướng đó, có khi nó mối lúc. Cho nên nhiều khi trong cái nơi các làm việc chung nó có những cái khó khăn mà nhiều khi các linh mục phải nhẫn nhịn để mà cho nó mọi sự nó tốt đẹp. Khổ những cái khó khăn mà những người không buồn nó phải hiểu được. Tôi muốn chia sẻ một vài cái nhỏ nhỏ như thế để anh em hiểu. Và người mục tử cũng như Chúa Giêsu là cái người lấy thánh giá làm cái con đường của mình để đưa mọi người đến nơi cứu chuộc, và tính điều đó mới đưa Chúa Giêsu đến cái tổng đỉnh vinh quang khi chúng ta mời được Chúa ông Ngài làm vua. Chính cái điều đó mới làm cho các linh mục được chúng ta quý mến, thương yêu và tôn trọng. Chúng ta hãy xin Chúa ban thêm ân lành, nhất là ban thêm cho chúng ta những người phụ tử tốt lành noi gương thầy chí thánh của mình là Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu, xin mời Đức Chúa Cha từ Chúa.
chị em thân mến, tin nhận vương quyền của Đức Giêsu Kitô vua vũ trụ là mở lòng đón nhận ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa. Với tâm tình con thảo, chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Xin cho các mục tử trong mười thánh luôn vững tin vào ngày Chúa trở lại, để trung thành sống thánh thiện và nhiệt thành, làm cho vương quyền Chúa lan rộng đến nhiều tâm hồn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa ban cho các nhà lãnh đạo quốc gia trên thế giới biết nỗ lực xây dựng một xã hội công bằng và hòa bình, để người người được sống trong an bình hiệp nhất. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thank you.
Lạy Chúa vì tình yêu con ta của Lạy Chúa chúng con lạy và dâng lên Chúa lạy tế hòa giải của Đức Kitô và tha thiên ban đại cho mọi dân mọi nước nhờ người được hiện thân và bình an người hằng sống và diễn trì muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Cha cho các môn đệ mà nói
Lạy Chúa, xin nhớ lên hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong nước mình, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục Kevin chúng con và toàn thể hàng giáo xin. Xin Chúa nhớ đến các tôi tới Chúa là ông bà cha mẹ thân nhân của con cũng như các thân nhân của con Chúa đã bỏ ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm tin rộng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bạn quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng của nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Thánh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse và Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang được quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lành Chúa Cứu Thế và theo lời người dạy chúng ta đang biết. Chúa đã mở để giữ tiệc chính Thiên Chúa.
ngài cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con được vinh dự sống theo lời giáo huấn của Đức Kitô là vô toàn thể vô chủ. Chúng con cũng vừa lãnh đạt và đưa ban sự sống muôn đời. Xin cho chúng con được mãi mãi cùng người hợp vinh quang Thiên Chúa, rằng sống và diễn trì muôn đời. Amen. Xin mời cậu toàn hội. Xin mời Phật tử quốc tế cho người đảm bảo tri ân. Chúng tôi là quý cha, quý toàn quan khách và thành thể quý ơn ngài cô chú bác. Hôm nay tôi xin được phép tự giới thiệu, tôi với lễ cha chính ở đây. Tôi thì cũng là út mà cha cũng là út, nhưng mà tôi là út của bố tôi là trưởng, còn ba của cha chính đây là út, cho nên hai anh em chúng tôi đều là út. Và hôm nay thì ngày lễ kỷ niệm 45 năm của cha, tôi phải nói rằng tôi thay mặt cho như vậy là họ hàng hai bên nông hòa thì cũng đông đảo, mà hôm nay chắc thì trường ở đây rất nhiều, mà nếu mà có phương tiện mà lên Việt Nam người ta có thể được mà ngay được cái ngày lễ ngày hôm nay thì có lẽ họ hàng chúng tôi có thể nói không có thiếu nào, mà nếu mà được đầy đủ phương tiện như vậy thì đến đây có thể nói thì gấp đôi gấp ba ở đây, mà ai lấy để tự nguyện mà vui lòng vô cùng. Hôm nay chúng tôi thành thật các thưa cha chú em của chúng tôi chân thành cảm ơn quý cha. Trước hết cảm ơn quý bà con, dù không có họ hàng nhưng mà thế này thế này hôm nay quý vị cũng chia sẻ được cái niềm vui chung với họ hàng của cha chú em của chúng tôi, họ hàng chúng tôi. Mà cái niềm vui đó thì chúng tôi nghĩ rằng không phải gì có chúng ta ở đây không, tôi nghĩ chung quanh ở đây có lẽ đầy ở đây để những ai quý vị biết không, các thánh thần đời Việt Nam họ hàng chúng tôi cũng nhiều, mà tôi nghĩ cả quyết rằng các thánh thần đời đó hôm nay tôi chỉ là kinh ở đây mà tôi cảm thấy các ngài đứng ở đây không thiếu một ai. Và thực như vậy ở cái niềm vui quá lớn đi đó, nhưng mà họ đến đây để làm gì, không phải chỉ có chia vui không đâu, nhưng mà chắc chắn là các thánh các bạn đó cũng được cầu nguyện và xin Chúa ban ơn đầy lại cho tất cả các bà con đấy. Chứ như chúng tôi, anh em chúng tôi đâu có làm gì được bao nhiêu lời cầu nguyện của chúng tôi, cho nên chúng tôi cũng thay mặt cho cha đó để xin các thánh là những người bạn bà con của chúng tôi để ban xin Chúa ban ơn đầy cho tất cả mọi người tham dự ngày hôm nay được rất nhiều ơn đầy, cũng không dám mất thì giờ của quý cha ở đây. Tôi xin tóm tắt lại thôi, mà xin Chúa và xin các cha tất cả mọi người chúng ta vẫn tiếp tục cảm ơn Chúa và tiếp tục cầu nguyện cho cha con đường của cha. Nói vậy nhưng mà có lẽ là ví dụ như ma quỷ nó đến tôi, nó tám đủ tôi thì có một hai đứa thôi, nhưng mà đối với các cha có khi á phải là một hai đứa thôi, có khi cả chục đứa, không phải là một đứa nào mà chục đứa nào cứ nhiều thứ, cái cám dỗ cũng bảy cũng rất là nhiều. Cho nên các quý vị cầu nguyện cho các cha có lẽ còn rất nhiều cho nhau, và đó là cũng là lời mà tôi ước nguyện và mong rằng quý cha cũng như tất cả mọi người chúng ta cùng chung sức với nhau cầu nguyện cho cha, cho nên trên con đường cha đi sẽ luôn luôn mang lại nhiều thứ cho cha cũng như cho tất cả mọi người. Đó là lời cầu chúc chân thành.
của con cũng như tất cả mọi người trong ngày hôm nay. Xin mời thầy cảm ơn. Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn cha Francisco để là bạn cùng lớp bên này, rồi cha đây chân nhân đây là con Mạc Hiếu Hòa cũng là ở trong đường cũng là con của con. Thế thì để làm cảm ơn hai cha chân nhân đây là chồng vui lời, hiện bây giờ là quản lý của dòng mỗi lời trên mái trên Chicago. Con cảm ơn các cô tất cả, và đặc biệt con cảm ơn cha giám đốc cũng như là các quý chức trong ban quản trị trung tâm công giáo để có thấy từ tạm nơi đây đã ban phép cho gia đình con được tổ chức lễ tạ ơn này. Con xin cúi đầu cảm tạ, xin cảm tạ tất cả quý quan khách, các anh em cùng lớp trong trường viện và các anh em dưới lớp trong trường viện hôm nay có mặt. Tôi rất là cảm động vì sự hiện diện của các anh các chị, rồi cảm tạ tất cả trong thân tâm thương đến con. Xin cảm ơn ca đoàn hôm nay để chú trang chuẩn bị ca đoàn rất tốt và trong cái bài hát vừa rồi lúc rất lễ là chính chú mới biết tạ ơn Chúa và cũng mừng cho tôi. Xin cảm ơn cả đoàn. Và giờ đây xin mời quý cha và cộng đoàn đứng lên để chúng ta hợp với cả đoàn chân thành tạ ơn. Yeah.
con chân thành kính mời Ngài đã được gần đây, đừng có ai bỏ. Một điều nữa, con cũng xin Ngài để bài cái chuyến này con đi 3 tháng, bởi vì con trong thời gian đang nghỉ bệnh, cho nên con đi lâu rồi và kết quả cũng rất là tốt đẹp. Con đã thương lượng để mua một thửa đất cho giáo phận, để sau này giáo phận có thể sử dụng làm việc gì đó. Con cũng trả được một nửa rồi. Thế là cảm tạ tất cả bà con biên nhân đã giúp đỡ cho giáo phận Long Xuyên. Con xin thế lòng cảm tạ. Trong đó con còn về giúp đỡ cho được hai vị dưỡng lão, một cô nhi viện, một trường khuyết tật và các chương trình ở trong giáo xứ giáo hạt. Đây là Chúa ban ơn thì chúng ta mới được còn thế lòng cảm tạ. Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phước lành cho anh chị em.